545. Chuyện bậc đại trí vô song, tiền thân Vidura Pandita yếu gầy, ái hậu lại xanh xao. Bậc đạo sư kể câu chuyện này khi ngài trú ở kỳ viên Jetavana, liên quan đến sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Một ngày kia, các tỷ kheo đưa ra một vấn đề tranh luận tại chánh pháp đường bảo nhau: này các hiền giả, bậc đạo sư đã đạt đại trí, quảng trí, ngài thật tinh thông, ứng đối mau lẹ, nhạy bén, lý giải sắc sảo và có khả năng đánh đổ mọi biện luận của các đối thủ của ngài. Nhờ uy lực thắng trí của ngài, ngài đã phá tan những vấn đề nan giải do các vị hiền trí sát đế lỵ đưa ra và khiến họ phải yên lặng chấp nhận. Sau khi an trú, họ vào tam quy và ngũ giới, ngài dạy họ con đường đưa đến niết bàn bất tử. Bậc đạo sư đi vào, hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì. Và khi nghe vậy, ngài bảo: này các tỷ kheo, Như Lai sau khi đạt trí tuệ viên mãn đã phá tan mọi lý luận của các đối thủ và giáo hóa các vị vua sát đế lỵ cùng nhiều vị khác. Việc chẳng phải kỳ diệu gì, vì từ ngàn xưa, khi ta còn đang tầm cầu trí tuệ tối thượng, ta đã đầy đủ trí tuệ để phá kiến các đối thủ. Hơn thế nữa, chính ngay vào thời Vidura Kumara, trên đỉnh Hắc Sơn, cao chừng 60 dặm, nhờ uy lực thắng trí của ta, ta đã hàng phục đại tướng Dạ Xoa Punaka, khiến y phải chịu im lặng và đem sinh mạng cúng dường. Nói xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một La Mã trai giới bốn pháp. Ngày xưa, tại quốc độ Kuru, Câu Lâu, thành Indapata, có vị quốc vương cai trị với danh hiệu Dhanansaya Korappa. Ngài có vị đại thần tên gọi Vidurapandita, trí giả vô song, cố vấn cho ngài trong các thế sự cũng như thánh sự. Nhờ lời lẽ êm ái và biện tài siêu việt đúc thuyết pháp, ông lôi cuốn mọi quốc vương ở cõi Sambudipa, Diêm Phù Đề, Ấn Độ bằng những pháp thoại du dương như các con voi say mê đàn sáo êm dịu. Ông cũng không để cho các quốc vương trở về nước mình, mà ở lại trong kinh thành Đại Vinh Quang ấy và thuyết pháp cho dân chúng với thần lực của một vị Phật. Lúc bấy giờ, có bốn gia chủ Bà La Môn giàu sang tại Ba La Nại, vốn là thân hữu, đã thấy được cảnh khổ của mọi dục vọng nên bỏ vào vùng Tuyết Sơn sống đời ẩn sĩ khổ hạnh. Sau khi đã đạt được các thắng trí và các thiền chứng, các vị ấy cũng vẫn tiếp tục tu hành tại đó, hàng ngày sống bằng các thứ cũ quả rừng. Hôm đó các vị ấy du hành để cất thực muối và các thứ gia vị, cũng đến thành Kalakampa thuộc quốc độ Anga. Rồi bốn gia chủ vốn là thân hữu với nhau rất hoan hỷ trước oai nghi của các vị này. Họ cung kính đảnh lễ xong, cầm lấy cái bình bát cúng dường các món ăn tuyệt hảo. Mỗi gia chủ đều mời các vị về nhà mình tự nguyện sắp đặt nơi an trú cho các vị trong hoa viên. Thế là bốn vị ẩn sĩ sau khi thọ thực trong nhà bốn vị gia chủ, liền du hành suốt ngày hôm ấy. Một vị lên cõi trời 33, một vị khác lên cõi Long Dương Naga, một vị khác lên cõi Kim Sĩ Điểu Dương Supanna, và vị thứ tư đến ngự viên Migasira thuộc quyền của vua Koraja. Lúc bấy giờ, chị được hưởng một ngày ở thiên giới sau khi chiêm ngưỡng cảnh huy hoàng của thiên chủ Đế Thích Sakka, miêu tả thật đầy đủ chi tiết cho thí chủ mình nghe. Vị lên cõi Long Dương và Kim Sĩ Điểu Dương Supanna cũng vậy. Rồi vị đến ngự viên của vua
Koraya, Dananisaya cũng lần lượt miêu tả cảnh huy hoàng của mỗi cung vua đã chứng kiến. Vì vậy cả bốn thí chủ đều nguyện cầu được cộng trú với chư thiên, nên sau khi thực hành bố thí cùng nhiều công đức khác, đến lúc mạng chung, một vị sinh làm thiên chủ Đế Thích, một vị khác cùng với vợ con sinh vào cõi Lâm Dương, một vị nữa sinh làm kim sĩ điểu Supanna trong cung điện dưới hồ Simbali, còn vị thứ tư được nhập mẫu thai chánh hậu của vua Dananasaya. Trong lúc ấy, bốn vị ẩn sĩ được sinh lên phạm thiên giới. Vương tử Koraya lớn khôn, đến khi vua cha từ trần lên ngôi trị vì rất đúng pháp, nhưng ngài còn đường danh vì tài nghệ đánh xúc sắc. Ngài nghe lời khuyến giáo của trí giả Vidura, chuyên tâm bố thí, giữ gìn giới hạnh và hành trì trai giới. Một ngày kia, sau khi hành trì trai giới xong, ngài vào ngự viên, nhất tâm tu tập thiền định, tĩnh tọa ở một nơi an tịnh. Ngài thực hành giới hạnh của một vị xuất gia. Đế Thích Sát Ca cũng vậy. Sau khi hành trì trai giới, nhận thấy thiên giới có nhiều trở ngại cho việc tu tập, liền đi xuống qua viên ấy ở cõi nhân gian, tĩnh tọa ở một nơi an tịnh và hành trì sa môn hạnh. Long Dương Varuna cũng thế. Sau khi hành trì trai giới, nhận thấy cõi Long Dương có nhiều trở ngại cho việc tu tập, nên cũng lại vào qua viên ấy, ngồi tĩnh tọa ở một nơi an tịnh thực hành sa môn hạnh. Điểu Chương Supanna cũng vậy. Sau khi hành trì trai giới, nhận thấy rằng cõi Điểu Chương có nhiều trở ngại cho việc tu tập, nên ngài đi vào ngự viên ấy, tĩnh tọa ở một nơi êm mát, thực hành sa môn hạnh. Lúc bấy giờ cả bốn vị ẩn sĩ vào buổi xế chiều, sau khi đứng dậy từ chỗ độc cư thiền định, đến bên hồ nước của hoàng gia, nhìn nhau, tâm đầy tình cố tri thân ái, cùng ngồi xuống chào hỏi rất niềm nở. Thiên chủ Sát Ca ngồi trên vương tọa, còn ba vị kia ngồi theo danh vị của mình. Lúc ấy Sát Ca thiên chủ liền hỏi: chúng ta đây đều là bốn vị đế vương, vậy công đức đặc biệt nhất của mỗi vị là gì? Long Dương Varuna đáp lời: đức hạnh của ta cao trọng hơn các tôn giả. Khi ba vị kia hỏi lý do, ngài đáp: Điểu Dương Supanna này là cừu thù của ta. Dù khi ta chưa ra đời hay ra đời rồi cũng vậy, thế mà khi nhìn thấy một kẻ cừu thù tiêu diệt nòi giống của ta như thế, ta không hề có chút sân hận, cho nên đức hạnh của ta là cao hơn cả. Rồi ngài đọc dần kệ đầu tiên trong tiền thân Katuposatha, trai giới bốn phần số 441: thiện nhân không cảm thấy hờn căm đối với một ai đáng hờn sân, không để nội tâm sân khởi dậy. Vị nào dù lúc giận trong lòng cũng không để lộ cho người thấy, người gọi đó là thanh tịnh nhân. Đặc tính của ta là như thế, cho nên đức hạnh của ta vượt trên các tôn giả. Điểu Dương Supanna nghe vậy liền đáp: loài rồng Naga là thức ăn chính của ta, nhưng nay dù thấy thức ăn kề tận miệng, ta cũng đành nhịn đói và quyết không làm ác vì miếng ăn, vậy đức hạnh của ta cao hơn cả. Và ngài ngâm bài kệ: người nào chịu đói bụng đau rần, ẩn sĩ tự điều phục món ăn, không phạm ác hành vì thực phẩm, vị này người gọi bậc sa môn. Đến lượt thiên chủ Sát Ca nói: ta để lại đằng sau mình mọi vinh quang ở thiên giới, mọi nguồn an lạc, dâng tận tay để xuống nhân gian thực hành công hạnh, vậy đức hạnh của ta cao hơn cả. Rồi ngài ngâm kệ: sau khi bỏ mọi thứ vui chơi, không nói lời gian dối giữa đời, vị ấy ghét xa hoa nhục dục, như vậy người gọi sa môn rồi. Thiên chủ Sát Ca tự trình bày công đức của mình như vậy. Rồi vua Dananasaya bảo: nay ta đã rời triều đình cùng hậu cung với 16.000 phi tần có đủ tài ca múa. Ta hành trì sa môn hạnh trong ngự viên này,
vậy đức hạnh của ta cao hơn cả. Rồi Ngài ngâm kệ tiếp theo: bậc toàn trí bỏ hết hoàn toàn mọi sở hữu và mọi dục tham, tự chế kiên tâm vô ngã chấp, vị này người gọi bậc sa môn. Như vậy cả bốn vị đều tự cho đức hạnh của mình là cao quý hơn cả. Rồi hỏi vua Danan Raja: này đại vương, có bậc thiện trí nào trong triều có thể giải mối nghi này chăng? Này các đại vương, có chứ. Trẫm có bậc trí giả Vidura đang giữ một chức vụ tối thượng trong triều, thường xuyên thuyết thế pháp cũng như là thánh pháp cho trẫm. Vị ấy có thể giải quyết mối nghi này, ta hãy cùng đi đến vị ấy. Bốn vị vua tức thì đồng ý. Thế là bốn vị đều ra đi khỏi ngự viên, tiến về phía thánh lễ đường, ban lệnh trang hoàng đây ấy thật uy nghi. Xong hội chúng kính mời Bồ Tát ngồi trên bảo tọa, chào Ngài thật thân hữu, rồi ngồi qua một bên và nói: thưa bậc trí giả, một mối nghi vừa khởi lên trong tâm chúng ta, xin Ngài giải quyết cho. Xin hỏi đại thần Thượng Trí Minh, trong khi đàm đạo khởi phân tranh, nhờ khanh xét giải nghi nan ấy, hội chúng thoát nghi hoặc bởi khanh? Bậc đại sĩ nghe xong liền bảo: tâu các đại vương, làm sao tiểu thần biết các đại vương nói đúng hay sai về đức hạnh của các đại vương? Trong khi các ngài ngâm lời kệ qua cuộc tranh luận này, rồi Ngài ngâm kệ thêm: bậc trí biết chân tướng việc đời, nói năng khôn khéo đúng theo thời, nhưng dù hiền trí làm sao biết ý nghĩa kệ chưa nói với tôi: Dương Tử Vi Na Kim Sĩ Điểu, Long Dương ấy nói thế nào rồi? Thác Bà Dương tối cao hoàng thượng của xứ Câu Lâu hãy mở lời. Các vị vua liền ngâm kệ này với Ngài. Kham Nhẫn Long Dương thuyết giảng xong, Dương Tử Vi Na Sĩ Điểu Dương lại thuyết giảng về lòng tốt đẹp, Thác Bà Vương thuyết đoạn trừ tham, Câu Lâu chú thượng ly triền cái để đạt đến công hạnh vẹn toàn. Sau khi nghe xong, bậc đại sĩ đáp kệ này: tất cả lời này chánh đáng thay, không gì sai trái ở nơi này. Người nào thích hợp lời như thế, giống các tâm xe ở trục quay. Người được gọi sa môn chánh hạnh, đủ đầy các đức tính trên đây. Như vậy, bậc đại sĩ tuyên thuyết đức hạnh của các vị vương đều là một. Khi nghe xong, bốn vị vương đều rất hoan hỷ, liền ngâm kệ tán thán Ngài: khanh là bậc tối thắng vô song, hộ pháp tinh thông luật trí nhân, khi hiểu vấn đề nhờ trí tuệ, giới tài khéo cắt mọi nghi nan, giống như người thợ ngà voi nọ, cắt với lưỡi cưa thật dễ dàng. Thế là cả bốn vị vua đều rất đẹp ý với lời giải thích vấn đề của Ngài. Thiên chủ Sắc Ca thưởng Ngài chiếc cẩm y bằng gấm thiên đình, Kim Sĩ Điểu Dương tặng Ngài tràng hoa bằng vàng, Long Dương Varuna tặng Ngài hạt minh châu, và vua Dananjaya ban thưởng 1000 con bò cái, vân vân. Rồi vua Dananjaya lại ngâm kệ với Ngài: 1000 bò cái trẫm truyền ban, một thớt voi bò đực một chàng, 10 cổ xe và đàn ngựa quý, thêm 16 đệ nhất thôn làng, bởi vì trẫm thật đầy hoan hỷ cách giải vấn đề của trí nhân. Sau đó Sắc Ca thiên chủ cùng các vị kia cung kính đảnh lễ bậc đại sĩ và từ giả đam về cảnh giới của mình. Đến đây kết thúc phần trai giới bốn pháp. Hai La Mã, ước vọng của chánh hậu Vimala. Lúc bấy giờ chánh hậu của Long Dương là bà Vimala, khi thấy Ngài không đeo minh châu trên cổ, liền hỏi thăm hạt châu ở đâu. Ngài đáp: trẫm rất hài lòng khi nghe bài thuyết pháp của bậc trí giả Vidura,
vị nam tử của Bà La Môn Kanda, nên đã tặng Minh Châu cho vị ấy. Không những chỉ riêng Trẩm mà Thiên Chủ Sách Ca cũng cung kính tặng ngài chiếc thiên nghi bằng gấm trời, Điểu Dương tặng tràng hoa bằng vàng, còn vua Dananshaya tặng 1.000 con bò cùng nhiều thứ khác nữa. Vậy thì thần thiếp đoán chị ấy là một bậc biện tài về chánh pháp. Này ái hậu đang nói gì vậy? Vị chẳng khác nào một vị Phật xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề. Hàng trăm vị vua ở khắp cõi Diêm Phù Đề say sưa những lời lẽ êm dịu của vị ấy, không còn muốn trở về triều nữa. Chẳng khác nào bầy voi rừng mê mẩn vì tiếng đàn cầm mà chúng yêu thích vậy. Đó là đặc điểm của tài hùng biện của ngài. Khi bà nghe nói đến kỳ tài của ngài như vậy, bà ước mong nghe ngài thuyết pháp. Bà nghĩ thầm, nếu ta tâu với đức vua rằng ta muốn nghe vị ấy thuyết pháp và xin đức vua triệu vị ấy về đây, chắc đức vua sẽ không thuận, chi bằng ta thử giả bệnh và than thở về nỗi ao ước của một nữ bệnh nhân. Bà liền ra hiệu cho thị nữ đem bà lên tọa sàng. Khi vua không thấy bà vào dịp ngài đến vấn an bà và hỏi các thị nữ bà ở đâu, chúng tâu rằng bà bị bệnh. Ngài liền đến thăm, ngồi bên giường bà, xoa thân thể bà và ngâm kệ: yếu gầy ái hậu lại xanh xao, dung sắc chẳng như trước chút nào. Này hỡi Vi Ma La, hãy đáp nỗi đau này đến bởi vì sao? Bà đáp ngài qua dần kệ sau: có một bệnh riêng của nữ nhân gọi là ướp giọng tấu long quân, thiếp mong đem đến đây không dối tim của Vidura trí nhân. Long Dương bảo bà: ái hậu ước trời trăng gió mây, gặp hiền nhân ấy khó khăn thay, nào ai có đủ tài năng để đem bậc hiền nhân ấy đến đây. Khi bà nghe nói vậy liền nói to: nếu không được như ý, thần thiếp sẽ chết mất. Rồi bà quay mặt đi, nghiêng lưng bà ra ngoài, lấy chiếc áo quay mặt lại. Vua trở về tư thất, ngồi trên tọa sàng suy nghĩ tìm hiểu vì sao hoàng hậu Vimala lại muốn có trái tim của Vidura. Nàng sẽ chết nếu không ăn được tim vị ấy, vậy làm sao ta lấy được nó cho nàng? Lúc bấy giờ công chúa Irandati, một long nữ diễm kiều, trang sức đầy ngọc vàng trân bảo, bước vào cung kính đảnh lễ vua cha, rồi đứng qua một bên. Nàng trông thấy vua cha có vẻ lo âu, liền nói: phụ vương có vẻ muộn phiền quá, vì duyên cớ gì? Thân phụ sao cha dáng rối ren, long nhan như một đóa hoa sen, bị tay ngắt dụng sao buồn khổ, bậc chiến thắng xin chớ muộn phiền. Nghe lời con gái, Long Dương đáp: y tranh đa hỡi mẫu thân con, ao ước trái tim bậc trí nhân, diện kiến Vidura thật khó, triệu ngài ai có đủ tài năng. Rồi ngài lại bảo nàng: này con, không có một triều thần đủ sức triệu Vidu trí nhân, con hãy hy sinh vì mẫu hậu, đi tìm ra một vị phu quân. Thế là vua ra lệnh cho nàng lui ra, cùng với câu kệ gợi nên những tư tưởng không phù hợp với một nàng công chúa: hãy tìm cho được một phu quân, chàng sẽ triệu hồi bậc trí nhân, công chúa đi ngay đêm tối ấy, để cho dòng dục vọng tuôn tràn. Nàng đi hái các hoa trên tuyết sơn đủ sắc, hương, vị. Sau khi trang hoàng toàn thể ngọn núi như một viên bảo ngọc, nàng trải tọa sàng bằng hoa trên núi, rồi nhảy múa tưng bừng. Nàng trỗi giọng ca một điệu rất êm ái du dương: càng thác bà hay đại lực thần, long thần quái vật hoặc tiên nhân, bậc hiền tài đủ ban điều ước, ai sẽ làm chồng tiện nữ chăng? Lúc bấy giờ cháu của đại dương Vesavana Tỳ Sa Môn, tên gọi Punaka, là một đại tướng Dách Kha Dạ Xoa thần đại lực,
đang phi thần mã xiên dài 3 dặm băng qua triền núi đỏ tía của ngọn Hắc Sơn để đến nơi hội họp của các thần dạ xoa, chợt nghe lời ca của nàng và lời ca của nữ nhân này chàng đã từng nghe trong đời vừa qua xoáy sâu tận thịt da cân não chàng, thấm vào tận xương tủy, khiến chàng ngơ ngẩn say mê. Liền quay ngựa lại, ngồi trên lưng thần mã, chàng vội an ủi nàng: "Ôi nương tử, ta xin vì nàng đem trái tim của Vidura đến đây bằng trí lực của ta, bằng thần lực cũng như bằng tính trầm tĩnh của ta, xin nàng chớ lo ngại việc đó nữa." Rồi chàng ngâm thêm kệ này: "Long nữ có đôi mắt dịu hiền, hãy an tâm nhé hỡi nàng tiên. Quả nhiên tài trí ta như vậy, ta sẽ cùng nàng đẹp mối duyên." Thế là Irandati trả lời, nàng suy nghĩ theo kinh nghiệm xa xưa của một lần được cầu hôn trong đời trước của nàng: "Xin chàng đến đây cùng với thiếp đi yết kiến phụ vương, ngài sẽ giải thích việc này cho chàng rõ." Rồi điểm trang lộng lẫy với simi rực rỡ, chói lòa, đeo tràng hoa, sức dầu đàn hương xong, nàng nắm tay thần dạ xoa đem đến yết kiến vua cha. Và tướng Punaka đỡ lấy lưng nàng cùng đi yết kiến cha nàng là Long Dương xin cầu hôn công chúa. Long Dương nghe lấy lời cầu hôn, nhận sinh lễ cân xứng quý nương, thần hỏi Iranda ngọc nữ: "Hãy ban công chúa thuộc về thần 100 voi với 100 con ngựa, 100 cổ xe và la 100, ngọc quý 100 kho xin nhận hết, ban thần công chúa tấu long quân." Long Dương liền phán bảo: "Hãy đợi ta hỏi ý kiến vương tộc, thân bằng quyến thuộc, làm việc gì mà không hỏi ý kiến kẻ khác, sẽ đem lại hối tiếc về sau." Long Dương vào cung hỏi ý kiến vương hậu: "Thần dạ xoa Punaka muốn cầu hôn công chúa Irandati, vậy ta có nên gả con để đổi lấy vô số của cải ấy không?" Vương hậu Vinala đáp: "Không ai chinh phục được công chúa Irandati bằng ngọc vàng châu báu cả. Nếu vị ấy có đủ tài năng đem trái tim của trí nhân Vidura đến đây thì sẽ chinh phục được công chúa bằng bảo vật ấy, chứ chúng ta không đòi thêm của cải nào khác." Thế là Long Dương Varuna bước ra khỏi cung, hội ý với Punaka và bảo chàng: "Công chúa Irandati không thể được chinh phục bằng ngọc vàng châu báu. Nếu chàng có đủ tài năng đem lại đây quả tim của trí nhân Vidura, chàng sẽ chiếm được công chúa bằng bảo vật đó. Chúng ta không đòi thêm của cải gì." Punaka đáp lời: "Có người được kẻ này gọi là hiền nhân thì kẻ khác lại gọi là ngốc tử. Vì nhân thế có nhiều ý kiến khác nhau về một vấn đề như vậy. Vậy xin đại vương cho tiểu thần biết rõ ai là người được đại vương gọi là trí nhân." Long Dương đáp: "Nếu chàng có nghe danh tiếng Vidura, đại thần của vua Dananshaya, thì hãy đem vị ấy về đây. Công chúa Irandati sẽ là chánh thê của chàng." Khi nghe Long Dương Varuna nói vậy, thần dạ xoa nhảy lên reo mừng, tức thì bảo quân hầu cận của chàng: "Hãy đem tuấn mã đầy đủ yên cương lại đây cho ta, tai ngựa đeo vàng, móng ngựa đeo ngọc, áo giáp bằng vàng." Quân hầu vội đem tuấn mã xin trang sức đầy đủ như gã được lệnh, và Punaka cưỡi tuấn mã phi nhanh qua bầu trời về đến cung vua Vesavana, kể lại cho ngài nghe chuyến phiêu lưu của chàng và do đó mô tả cảnh giới Long Dương. Việc này được diễn tả như sau: Punaka lên ngựa, một tuấn mã đủ năng lực mang các thiên thần, chàng trang sức thật sang trọng, đầy ngọc ngà trân bảo, râu tóc tỉa thật gọn gàng, rồi phi nhanh qua bầu trời. Lòng chàng đầy ước vọng đắm say, khao khát chiếm được long nữ Irandati. Chàng tìm đến đại vương Vesavana Kuvera tâu trình: "Có cung thức
Bhagavati, được gọi là Kim Đường. Đó là kinh thành của Long Dương được xây trong thành trì bằng vàng. Các tháp canh có hình môi và cổ với hồng ngọc và bảo châu màu lục nhãn. Cung điện xây bằng cẩm thạch đầy đủ vàng rồng, bao phủ bằng ngọc chạm vàng. Các cây xoài, tilaka, hồng đào, sattapana, mukalinda, ketaka, pijaka, uddalaka, saha và sinduvarita với muôn hoa khoe sắc thắm trên bầu trời. Các cây hoa champak, nagamalika, bakinimala và táo nặng trĩu lá cành mang lại vẻ diễm kiều cho cung điện Long Dương. Lại có một cây chà là khổng lồ bằng ngọc quý và hoa vàng không bao giờ tàn. Đó là nơi ngự trị Long Dương Varuna, đầy đủ oai thần và được sinh từ thiên giới. Cũng là nơi ngự trị của hoàng hậu Vimala, với hình dáng mềm mại như cây leo bằng vàng, thanh thanh như cây kala mới mọc, yêu kiều với bộ ngực như đôi quả minh ba. Da mượt mà tô điểm bằng son tươi thắm tựa hồ cây Kanikara nở hoa trong bóng mát, như một nữ thần trên thiên giới, như ánh chớp lóe sáng giữa dần mây. Bà đang say sưa tràn trề niềm ước vọng lạ lùng, bà mong có được quả tim của Vidura hiền sĩ. Tiểu Điệt xin đem nó lại cho các vị ấy, Tâu Đại Dương, rồi họ sẽ gả công chúa Irandati cho Tiểu Điệt. Vì chàng không dám ra đi nếu không được lệnh của Đại Dương Phesavana, nên chàng ngâm các bài kệ trên để Đức Vua nghe chàng, vì ngài đang bận vàng xếp một cuộc tranh chấp về một cung điện giữa hai vị thiên tử. Punaka biết rằng lời chàng nói không được vua để ý đến, nên chàng lại gần một trong hai vị đang tranh chấp nắm phần thắng lợi trong cuộc. Vua Vesavana sau khi đã quyết định xong, không để ý đến vị thiên tử bại cuộc mà chỉ bảo vị kia: chàng hãy đi về cung điện mà an trú. Ngay khi ngài bảo chàng hãy đi, Punaka liền gọi vài vị thiên tử làm chứng và bảo: các vị xem thấy ta đã được Đại Dương phái đi rồi. Lập tức chàng ra lệnh đem Tuấn Mã đến và leo lên yên ngựa khởi hành. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau: sau khi Punaka từ giả Phesavana Kuvera, đại đế vinh quang của mọi loài, liền ra lệnh cho cận thần: mang thần mã lại đây, đầy đủ yên cương, với tai đeo vòng, mông đeo ngọc, áo giáp bằng vàng giáp sáng ngời. Punaka leo lên tuấn mã dành cho thiên thần. Chàng trang điểm trong tóc thật oai vệ, rồi phi nhanh qua bầu trời. Trong lúc dân du, chàng nghĩ: trí giả Vidura có đám cận vệ rất đông, nên không dễ gì bắt được ông. Tuy thế, vua Dananshaya lại nổi tiếng về tài đánh xuất sắc. Ta sẽ đánh thắng vua này qua gián bài, rồi bắt lấy Vidura. Hiện nay có rất nhiều ngọc quý trong kho của ngài, chắc ngài không đánh cuộc bằng giải hèn mọn đâu. Ta sẽ phải đem viên ngọc vô giá, vì vua này không nhận viên ngọc tầm thường đâu. Hiện nay có viên bảo châu vô giá thuộc quyền vua chuyển luân ở trong núi Vipula gần thành Dương Xá. Ta sẽ đến lấy bảo ngọc ấy và dụ vua chơi bài để thắng ngài. Rồi chàng thực hành ý định ngay. Bậc đạo sư kể toàn thể câu chuyện. Chàng đến thành Dương Xá đầy lạc thú, kinh thành xa xôi của nước Anga, trù phú lương thực, tràn trề thức ăn uống, chẳng khác gì Masakarasa, kinh thành của thiên chủ Indra. Dậy âm thanh của bầy công, hạc, với hoa viên trắng lệ bao quanh, muôn loài chim ca hót giống như tuyết sơn bao phủ đầy hoa. Thế là Punaka trèo lên núi Vepula với các đỉnh núi đá chồng chất, nơi các quỷ thần cư ngụ. Chàng đi tìm bảo ngọc đầy hào quang, và cuối cùng chàng thấy nó nằm giữa lòng núi. Khi chàng nhìn thấy viên bảo ngọc chiếu hào quang rực rỡ,
diễm lệ muôn phần, chẳng khác nào tia chớp sáng lòa không gian. Chàng vội vàng chụp lấy viên Như Ý Bảo Châu vô giá kia, leo lên thần mã vô song địch, và tướng mạo chàng thật tuấn tú cao sang. Chàng phi nhanh qua bầu trời vô tận. Chàng đến kinh thành Indapatta, giáng lâm tại triều đình xứ Kuru. Câu Lâu, dũng tướng Già Xoa liền triệu tập 100 chiến sĩ tại đó. Ai muốn chiếm phần thưởng đế vương, ai ta sẽ thắng cuộc tranh hùng. Vô song bảo ngọc nào ta đoạt, ai sẽ chiếm ưu hạng bảo trân. Chàng nói lên 4 câu kệ tán thán đại vương. Koraya như vậy, vua thầm nghĩ: ta chưa từng nghe một vị anh hùng nào mở lời ca ngợi như thế này. Vậy vị này là ai đây? Và ngài liền hỏi chàng qua dần kệ này: công tử sinh ra quốc độ nào? Lời này chẳng phải cô ra đâu. Chàng hơn tất cả vì hình tướng, cho biết quý danh quyến thuộc mau. Chàng suy nghĩ, nhà vua hỏi danh tánh của ta, hiện nay chỉ là tùy tướng phục dịch Punaka. Song nếu ta bảo ta là Punaka, vua sẽ nói gã kia chỉ là một tùy tướng. Tại sao gã dám nói với ta quá bạo gan như vậy? Và vua sẽ khinh thị ta. Thôi, ta sẽ nói cho ngài nghe danh tánh của ta trong đời sống vừa rồi. Thế là chàng ngâm kệ: tiểu sinh tên gọi Kakkana, người chẳng gọi tên khác xấu xa, thần đến đây tìm trò giải trí, thân bằng quyến thuộc ở anh gia. Vua liền hỏi: thế công tử định trao ta vật gì nếu công tử bại cuộc? Công tử đã có những gì nào? Rồi vua ngâm kệ: ngọc gì công tử có trong tay mà kẻ thắng mong được có ngay? Một vị vua diều châu ngọc quý, chàng nghèo sẽ dám thách như vậy? Punaka đáp: đây ngọc làm say đắm cõi lòng, quy hoàng bảo ngọc tạo vinh quang. Người nào thắng chiếm vô song mã, mọi địch thủ thần mã phá tan. Khi vua nghe chàng nói liền đáp: một viên ngọc ích lợi gì chăng? Một tuấn mã sao lập chiến công? Vua chúa có nhiều viên ngọc quý và nhiều tuấn mã tốc như phong. Ba La Mã, đặc tính của bảo châu Như Ý. Khi nghe lời vua phán, chàng thưa trình: tâu đại vương, tại sao đại vương lại nói vậy? Chỉ có một thần mã, và cũng có cả ngàn cả vạn tuấn mã khác. Chỉ có một bảo châu, và cũng có cả ngàn bảo châu khác. Như mọi tuấn mã hiệp lực lại cũng không sánh được với thần mã này. Xin đại vương xem sức phi nhanh của nó đây. Nói xong, chàng lên ngựa phi trên đỉnh trường thành, và bức trường thành 7 dặm này tựa hồ được vây quanh bởi bầy ngựa kề cổ nhau trùng trùng điệp điệp. Rồi chẳng bao lâu, chẳng còn phân biệt được đâu là ngựa, đâu là thần Giả Xoa nữa, mà chỉ còn thấy dải lụa hồng trên lưng chàng như thể phủ khắp trường thành. Rồi chàng xuống ngựa tâu vua rằng bây giờ vua đã chứng kiến sức phi nhanh của thần mã. Chàng lại xin vua chứng kiến một chuyện kỳ lạ khác. Chàng bảo thần mã phi nhanh trong hoa viên của kinh thành, trên mặt nước ngựa phóng nhanh không ướt đến móng chân. Rồi chàng lại bảo ngựa dạo bước trên đám lá sen, và khi chàng vỗ tay xòe bàn tay ra, ngựa liền đến đứng trên lòng bàn tay chàng. Sau đó chàng lại nói: đây chính là ngựa báo tâu đại vương. Đúng vậy thưa công tử. Giờ đây xin hãy để ngựa báo qua một bên trong chốc lát. Xin đại vương hãy xem thần lực của bảo châu. Tâu chúa thượng, xin ngài ngự lãm viên bảo châu vô song địch của tiểu sinh. Trong bảo châu này có đủ thân hình nam nhân cùng nữ nhân, thân hình của thú vật cùng thân hình của chim muông, long vương và điểu vương. Tất cả muôn loài đều hiện ra trong bảo châu này. Cả một đàn voi, một đàn xe ngựa, quân sĩ cờ xí. Xin chúa thượng ngự lãm cả đoàn kỵ mã, vệ sĩ của vua, chiến sĩ đang chiến đấu trên cổ xe, chiến sĩ chiến đấu trên bộ,
quân sĩ đang bày binh bố trận, xin chú thượng ngự lãm mọi vật xuất hiện trong viên bảo châu này. Xin ngự lãm trong viên bảo châu này một kinh thành đầy đủ dinh thự kiên cố lầu đài, với nhiều cổng thành và trường thành, với nhiều tụ điểm đầy lạc thú, nơi bốn đại lộ giao nhau, các đại trụ, hào lũy, chấn sông, then cửa, tháp canh, cổng thành. Xin ngự lãm mọi vật xuất hiện trong viên bảo châu này. Xin ngự lãm các đàn chim muông đủ loại, trên đường xá, dưới cổng thành, thiên nga, công, hạc, hồng nga, hải âu, sơn ca, cu cườm, riva sivaka. Xin ngự lãm muôn loài chim đều tụ họp về đây và xuất hiện trong viên bảo châu này. Xin ngự lãm một kinh thành diệu kỳ với trường thành cao cả, khiến ta phải dựng tóc gáy vì kinh ngạc. Thật vui mắt vì cờ xí rợp trời, đất cát toàn vàng rồng. Xin ngự lãm các lều ẩn sĩ được phân chia đều đặn thành từng khu vực, nhà cửa đủ loại, sân bãi, đường xá cùng các đường nhỏ chen kẽ. Xin ngự lãm các trà đình tửu quán, các nhà tẩy sinh cùng các tiệm thực phẩm cho các nội nhân, các gái giang hồ cùng các chàng phóng đảng. Tất cả đều hiện ra trong bảo ngọc này, những người kết tràng hoa thợ giặt, các chim tinh gia, những lái buôn y phục, thợ kim hoàng nữ trang, tất cả đều hiện ra trong bảo châu này. Xin ngự lãm các loại trống lớn nhỏ tù và, trống đồng, trống rung, đủ loại thanh la, đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm các loại vĩ cầm, khiêu vũ, ca hát thật du dương, các loại nhạc cụ, tiếng gồng chiên, trung đều xuất hiện trong bảo châu này. Các tay đô vật, nhĩ cao, cũng có mặt nơi đây, cảnh hề bố rối, các thi sĩ, thợ hớt tóc của vua chúa, tất cả đều xuất hiện trong bảo châu này. Dân chúng tu tập nơi đây, xin ngự lãm các dãy ghế sân khấu hàng hàng lớp lớp xuất hiện trong bảo ngọc này. Xin ngự lãm các tay đô vật đánh bằng hai cánh tay gặp lại. Xin ngự lãm kẻ đánh cùng người bị đánh vật đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm trên triền núi các đoàn hươu, nai, sư tử, cọp beo, gấu, chó sói, quẳng, tê giác, tê ngu, ga gian, trâu bò, hồng lộc, ru ru, linh dương, lợn rừng, nêm ca, lợn nhà, hu sao, ca đa ly, mèo, thỏ, muôn loài súc sinh đều hiện ra trong bảo ngọc này. Những dòng sông đào thật đẹp, đáy lót toàn kim sa, nước trong vắt chảy nhẹ nhàng, với đủ loại cá, cá sấu, các loài thủy quái, rùa, trạnh, patina, papusa, valaja và munjarohita. Xin ngự lãm trong viên bảo châu này đủ loại cây, đủ loài chim và một khu rừng có những cành cây làm bằng ngọc bích, lapi lazuli. Xin chúa thượng ngự lãm các hồ nước được xây thật đều đặn bốn góc thành, với muôn loại chim cá rộn rã tung tăng. Xin ngự lãm quả đất được biển cả vây phủ, nước tràn khắp nơi, điểm tô đủ loại cây cỏ, tất cả đều hiện ra trong bảo ngọc này. Xin ngự lãm xứ Vidha phía trước, Gojaniya phía sau, Kuru, Câu Lâu và Jambudipa, Diêm Phù Đề đều xuất hiện trong bảo ngọc này. Xin ngự lãm mặt trời, mặt trăng chiếu sáng bốn phương. Trong khi đi vòng quanh núi Sinru Tuji cũng xuất hiện trong bảo ngọc này. Xin ngự lãm núi Sinru và Tuyết Sơn cùng Thần Hải và Tứ Đại Thiên Dương bảo hộ thế giới, thảy đều xuất hiện trong bảo ngọc này. Các hoa viên của Thiên Chủ Indra như Farusaka, Sittalata, Misaka, Nandana và cung Vesayanta, thảy đều xuất hiện trong bảo ngọc này. Cung Sudama, thiện pháp của Thiên Chủ Indra ở cõi trời 33, cây trời Parichatta, Sanho đang nở rộ hoa, thiên tượng
Aravana đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm các ngọc nữ của các vị trời đang hiện ra như tia chớp giữa không gian, nhẫn nhơ trong ngự viên Dandana. Tất cả đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm các ngọc nữ cõi trời đang mê hoặc các tiên đồng, và các tiên đồng đang thơ thẩn dạo chơi, tất cả đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm hơn ngàn cung điện phủ đầy ngọc bích hiện ra sáng ngời trong viên bảo châu này. Thiên chúng ở các cõi trời 33, Dạ Ma, Đâu Xuất và Tha Quá Tự Tại thảy đều xuất hiện trong viên bảo châu này. Xin ngự lãm các hồ nước trong suốt đầy san hô và sen súng trên cõi trời. Trong bảo ngọc này có 10 đường vân trắng, 10 đường vân xanh đậm thật tuyệt trần, 21 đường vân nâu và 14 đường vân vàng nhạt, 20 đường vân vàng chói, 20 đường vân bạc, 30 đường vân đỏ, 16 đường vân đen, 25 đường vân màu thiên thảo đỏ sẫm chen lẫn với hoa Banduka và tô điểm thêm những đóa sen xanh. Tâu Chúa Thượng, xin ngự lãm viên ngọc sáng rực như lửa này với vẻ đẹp toàn mỹ. Đó sẽ là giải thưởng dành cho kẻ thắng cuộc. 4 La Mã, giải thưởng của cuộc chơi bài. Sau khi nói xong, Punaka liền hỏi: Tâu Đại Vương, ví tử tiểu thần thua cuộc, tiểu thần xin dâng viên bảo ngọc này, song ví tử tiểu thần thắng cuộc, xin Chúa Thượng ban vật gì cho tiểu thần? Ngoài thân ta cùng chất lỏng trắng ra, tất cả giang sơn ta ngự trị đều đem ra treo giải được cả. Tâu Chúa Thượng, xin Chúa Thượng đừng chậm trễ nữa, vì tiểu thần từ phương xa lại đây, xin Chúa Thượng ra lệnh chuẩn bị phòng đánh bài. Thế là vua ra lệnh cho các đại thần chuẩn bị phòng đánh bài và trải tấm thảm dệt đẹp nhất cho vua ngự, cùng bảo tọa cho các vị quốc vương khác. Khi đã sắp đặt một chỗ thích hợp cho Punaka, họ trình vua đã đến lúc chơi bài. Punaka liền tâu vua qua bài kệ sau: Đại vương hãy đến đích cầu mong, ngài sẽ không giành được bảo trân. Ta hãy thắng không nhờ bạo lực, và ta thắng bởi lẽ công bằng. Khi ngài thất bại xin đem trả, phần thưởng ngài ban tặng tiểu thần. Vua liền đáp: Hỡi thiếu sinh, chàng đừng sợ, ta là một vị đại vương, mọi cuộc thắng bại của ta đều theo lẽ công bình và không dùng bạo lực. Thế rồi Punaka ngâm kệ thỉnh cầu các vị vua kia chứng kiến cuộc thắng trận bằng lẽ công bình. Hỡi các đại vương Pankala, Surasena và Matcha, Madda cùng với Kekaka, xin các đại vương ngắm cuộc cờ. Không có dối gian hay phỉnh gạt, không ai can thiệp diệt đôi ta. Sau đó, vua được cả trăm vị vua khác hộ tống cùng Punaka vào phòng đánh bài. Tất cả đều ngồi xuống các bảo tọa, đặt con xúc sắc vàng lên tấm bảng bằng bạc. Punaka vội tâu: Tâu Đại Vương, có 24 lần ném xúc sắc gọi là Malika, Savata, Bahula, Santi và Bara vân vân, xin Đại Vương chọn con bài nào vừa ý. Vua ưng thuận rồi chọn con bài Bahula. Punaka chọn con bài Savata. Rồi vua bảo: Này thiếu sinh, chàng đánh bài trước đi. Tâu Đại Vương, lần ném đầu tiên không phải của tiểu thần, xin Đại Vương đi trước. Vua chấp thuận. Lúc bấy giờ mẫu thân của vua trong đời sống ngay trước đời này là thần hộ vệ của ngài, nên nhờ thần lực của bà, ngài thắng cuộc. Bà đứng cạnh đó, vua vừa nhớ lại nữ thần, vừa ca bài đánh xúc sắc, rồi xoay con bài trong tay và ném lên không. Nhờ thần lực của Punaka, các con bài rơi xuống đúng cho chàng thắng vua. Phần vua với tài chơi xúc sắc nhận ra rằng các con bài rơi xuống không hợp ý ngài, nên ngài chụp chúng lại, trộn đều chúng trên không, rồi ném lên lần nữa.
nhưng Ngài vẫn thấy chúng rơi xuống không đúng ý Ngài, nên vội chụp chúng lại trong lúc đang rơi. Lúc ấy, Punaka nghĩ thầm, vị vua này đang chơi bài với một thần giả xoa như ta, vừa trộn bài khi chúng rơi xuống rồi lại chụp lấy chúng, tại sao như vậy chứ? Khi biết có thần lực của nữ thần hộ vệ Ngài, chàng dương to mắt như thế tức giận lắm và nhìn nữ thần, khiến bà kinh hoàng chạy đi trốn trên đỉnh núi cách Kavala mà vẫn còn run rẩy. Khi ném bài đến lần thứ ba, mặc dù chưa biết chúng rơi xuống không đúng ý, Ngài cũng không thể đưa tay ra chụp lấy chúng vì thần lực của Punaka, nên chúng rơi xuống thất lợi cho Ngài. Rồi Punaka ném các con bài rơi xuống thắng thế cho chàng. Khi biết rằng chàng đã thắng, chàng vỗ tay ầm ĩ và nói ba lần: "Tiểu thần đã thắng!" Tiếng chàng vang dội rung động cả cõi chim phù đề Ấn Độ. Bậc đạo sư tả lại sự việc như sau: vua Câu Lâu và thần giả xoa Punaka say sưa bước vào mê hồn trận. Vua chơi bài thua cuộc và Punaka thắng cuộc. Cả hai vị giao đấu trước sự chứng kiến của cấp vị vua và nhiều chứng nhân khác. Thần giả xoa thắng vị vua tối cao của loài người và tiếng reo hò vang dội từ nơi ấy. Vua không đẹp ý vì thua cuộc và Punaka vội ngâm kệ an ủi Ngài: "Thắng bại thuộc về một phía thôi. Giữa hai phe chiến đấu tranh tài, đại vương đã mất phần ưu thắng. Chiến bại xin trao giải thưởng tôi." Sau đó vua bảo chàng nhận giải qua vần kệ: "Ngựa voi bò ngọc quý qua tay, bất cứ gì ta có ở đời, hãy lấy món nào cao quý nhất. Kakkana nhận rồi đi thôi." Punaka đáp: "Ngựa voi bò ngọc quý qua tay, bất cứ gì ngài có ở đời. Vidura đại thần ưu thắng, người đã được tôi chiếm đoạt rồi." Vua phán bảo: "Vị đại thần ta chỗ trú an là người giúp đỡ chốn nương thân, chính là thành lũy thần phù hộ. Vị đại thần không thể sánh bằng, giá trị bạc vàng tài sản quý, người như sinh mạng của vương quân." Punaka đáp: "Chúng ta tranh chấp sẽ dài dòng, ta hãy đi tìm vị đại thần, hỏi vị ấy điều gì ước muốn, để người quyết định vấn đề chung. Những gì người định phần tiên quyết là bản án phân xử cuối cùng." Vua phán: "Công tử, chàng ăn nói chánh chân, quả chàng chẳng nói thiếu công bằng. Chúng ta đi gặp người và hỏi, theo cách này ta sẽ đẹp lòng." Nói xong, vua đưa cả trăm vị vua kia cùng đi. Punaka sung sướng vội vàng đến tòa án, và bậc trí nhân từ chỗ ngồi đứng dậy chào đón vua rồi ngồi xuống một bên. Sau đó Punaka nói với bậc đại sĩ: "Thưa bậc trí giả, ngài thật chí công, ngài không hề nói lời hư vọng, dù có đổi cả sinh mạng đi nữa. Đó là danh tiếng ngài lẫy lừng khắp thế giới này. Hôm nay tiểu sinh sẽ biết được ngài có thật chí công như vậy chăng?" Rồi chàng ngâm kệ sau: "Thật chư thiên phái xuống phàm trần, đến xứ Câu Lâu làm đại thần, cố vấn Vidura chánh trực. Ngài là quyến thuộc hoặc tùy tùng của vương gia đấy, xin ngài nói giá trị của ngài giữa thế nhân." Bậc đại sĩ nghĩ thầm: "Người này hỏi về ta, nhưng ta không thể cho người ấy biết được ta là quyến thuộc của vua hay là thượng nhân đối với vua, hay chẳng có giá trị gì đối với vua cả. Trên thế gian này không có gì bảo đảm cho ta bằng sự thật, ta phải nói lên sự thật." Rồi ngài ngâm hai vần kệ chứng tỏ ngài không phải là quyến thuộc hay thượng nhân của vua, mà chỉ là một trong bốn loại tùy tùng của vua. Một số nô tài thuở mẹ sinh, kẻ vì tiền phải bán thân mình. Nhiều người tự nguyện làm nô lệ, kẻ khác nô tài bởi hải kinh. Đây bốn loại nô tài tất cả
ở trên trần thế giữa nhân sinh. Ta chính nô tài tự mẹ cha, khổ ưu phát xuất tự dân gia. Ta là nô lệ đức vua đó, cho dẫu ta theo kẻ khác mà, Ngài có quyền đem ta tặng cậu. Hỡi chàng nam tử tự phương xa. Bunaka nghe lời này vô cùng thích thú, vừa vỗ tay vừa nói: Hôm nay tôi chiến thắng lần hai. Được hỏi, đại thần đã đáp ngài: Thật vậy đại dương, không đúng lý. Việc này đã quyết định xong xuôi, nhưng ngài không muốn đem trao trả, phần thưởng ngài dành để tặng tôi. Nghe vậy, vua liền nổi giận với bậc đại sĩ và bảo: Ngươi chẳng hề quan tâm đến ta, là người đã ban vinh quang cho ngươi, lại quan tâm đến chàng thiếu sinh này hợp nhãn ngươi mà thôi. Rồi quay về phía Punaka, vua nói: Nếu gã kia là một nô tài, thì hãy đem gã và đi ngay. Vua lại ngâm kệ sau: Nói gã trả lời câu hỏi ta, ta là nô lệ của vương gia, chứ không quyến thuộc, thì chàng nhận bảo vật tới ưu này của ta. Kakkana nhận ngay chàng hỡi, rồi hãy đi đâu hợp ý mà. Nhưng khi nói vậy, ngài suy nghĩ: Thiếu sinh này sẽ đem đại trí nhân đi đâu tùy ý. Sau khi vị ấy đi rồi, ta tìm đâu ra được một buổi đàm đạo lý thú về các thánh sự. Vậy sao ta lại không thử thỉnh cầu vị ấy lên bảo tọa ngồi, rồi ta hỏi vài câu liên quan đến cuộc sống cư sĩ tại gia. Thế làm vua bảo: Thưa bậc trí giả, khi ngài đi rồi, trẫm sẽ khó tìm đâu ra được một buổi đàm đạo thú vị về các thánh sự. Vậy xin ngài ngồi xuống bảo tọa đã được trang hoàng uy nghi, đúng theo cương vị của ngài, và giải thích cho trẫm một vấn đề liên quan đến cuộc sống cư sĩ tại gia có được chăng? Bậc đại sĩ liền ưng thuận. Và sau khi ngồi xuống bảo tọa được trang hoàng uy nghi, ngài giải thích vấn đề vua hỏi. Đó là vấn đề: Thưa bậc trí giả Vidura, làm thế nào có được cuộc sống hưng thịnh cho một cư sĩ tại gia? Làm thế nào có được lòng ưu ái của đồng loại mình? Làm thế nào thoát được đau khổ? Và làm thế nào chàng tiên thiếu nói điều chân thật thoát được mọi ưu não khi qua đến đời sau? Lúc ấy Vidura đầy đủ đại trí và minh sát, là bậc thấy mục đích chân lý và đang vững tâm tiến lên, bậc thông thạo mọi pháp lành, liền nói những lời này: Đừng chung chạm vợ người, đừng hưởng cao lương mỹ vị một mình, đừng nói chuyện phù phiếm, vì việc này không tăng trưởng trí tuệ. Phải đức độ tận tụy với nhiệm vụ mình, không phóng dật, sáng suốt, khiêm tốn, không nhẫn tâm, đầy từ bi, thân ái, hòa nhã, khéo léo chinh phục bạn lành, sẵn sàng phân phát bố thí, thận trọng sắp xếp công việc tùy theo mùa, luôn luôn sẵn sàng cúng dường các sa môn và la môn đầy đủ vật thực. Phải mong cầu công chính và làm cột trụ hộ trì chánh pháp, sẵn sàng học hỏi và cung kính theo hầu các bậc đa văn đầy đức độ. Như vậy sẽ là cuộc sống hưng thịnh cho một cư sĩ tại gia. Như vậy là sẽ chiếm được lòng ưu ái của đồng loại mình. Như vậy là sẽ thoát khổ. Và như vậy là chàng trẻ tuổi nói điều chân thật sẽ thoát khỏi sầu bi khi sang đến đời sau. Như vậy, sau khi giải đáp câu hỏi liên quan cuộc sống cư sĩ, bậc đại sĩ bước xuống từ bảo tọa, dạm vái chào vua. Phần vua cũng đáp lễ ngài vô cùng cung kính, rồi đi cùng với cả trăm vị vua khác đến viếng tư thất của ngài. Khi bậc đại sĩ trở lại, Punaka nói: Xin ngài đến đây, ta cùng khởi hành. Đức vua đã trao ngài cho tiểu sinh, vậy phải theo đúng nhiệm vụ đó, ấy là quy luật từ ngàn đời. Bậc trí giả Vidura đáp lại: Hỡi thiếu sinh, ta biết lắm, chàng đã chiếm được ta, đức vua đã giao ta cho chàng.
ta xin mời chàng về nghỉ ngơi tại nhà ta 3 ngày nữa để ta dặn dò các con ta. Punaka nghe vậy nghĩ thầm, bậc trí giả này đã nói chân thật, đó là một đại phúc cho ta. Dí tử, ngài có mời ta ở lại 7 ngày hay nửa tháng, ta cũng nên nhận lời ngay lập tức. Thế là chàng đáp, chuyện này cũng thuận lợi cho tiểu sinh, vậy ta cùng ở lại đó 3 ngày, thưa bậc trí giả. Nếu có việc gì cần giải quyết trong gia đình của bậc trí giả, xin chỉ dạy cho quý phu nhân và các công tử, hầu mong các vị được hạnh phúc sau khi ngài đi rồi. Nói xong, Punaka cùng bậc đại sĩ đi về tư thất ngài. Bậc đạo sư tả sự việc ấy như sau: lòng đầy hoan hỷ và háo hức khát khao, chàng Dạ Xoa đi cùng bậc trí giả Vidura, vị đệ nhất hiền giả, đưa chàng vào nội thất với đoàn bảo tượng và tuấn mã theo hầu. Lúc bấy giờ, bậc đại sĩ có 3 cung thất dành cho 3 mùa. Cung đầu tiên là Konka, cung thứ hai là Mayura, cung thứ ba là Piyaketa. Bài kệ sau đây nói về 3 cung ấy: chàng đã đến nơi chốn đại gia Konka, Mayura, Piyaketa, mỗi nơi một cảnh đầy quan lạc, phong phú thức ăn uống cả nhà, trông giống thiên cung trên thượng giới của Indra, đại đế Sakka. Sau khi ngài đến nơi, ngài ra lệnh dọn một phòng ngủ và một chiếc bệ cao trên tầng thứ 7 của cung thất trang hoàng tráng lệ, trải dương sàn và bày biện đủ cao lương mỹ vị. Xong, ngài chỉ cho chàng 500 mỹ nữ như tiên trên trời và bảo: đây là những tỳ nữ của chàng, chàng cứ ở lại đây đừng lo ngại gì cả. Rồi ngài trở về tư thất. Khi ngài đi rồi, các mỹ nữ đem nhạc khí đủ loại ra ca múa tưng bừng trong lúc hầu hạ chàng Punaka. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau: các mỹ nữ điểm trang diễm lệ như các thiên thần, ca múa trò chuyện cùng chàng. Mỗi nàng đều gắng sức đem hết mọi tài năng ra biểu diễn. Bậc hộ trì chánh pháp ấy, sau khi cho chàng hưởng cao lương mỹ vị cùng nữ sắc, liền nghĩ đến việc cao quý bậc nhất là mang chàng vào giới thiệu cùng phu nhân. Ngài bảo phu nhân đã được trang điểm bằng hương chiên đàn cùng nhiều hương thơm khác, đang đứng như một thanh bội hoàng bằng vàng ròng. Này phu nhân nghe đây, hãy gọi các nam tử đến đây. Hỡi phu nhân có đôi mắt đẹp màu hổ hoàng. Anuja nghe phu nhân gọi liền bảo con dâu, một mỹ nhân có đôi mắt tuyệt trần, móng tay sáng rực như đồng: này Sita, nàng đeo vòng vàng lục lạc, chẳng khác nào bào giáp, nàng đã đóa súng xanh mơn mởn, hãy đi gọi các con ta lại đây. Nàng ấy vâng dạ xong đi suốt cả cung thất, tập hợp các thân hữu cùng các công tử công nương lại, bảo họ: thân phụ quý vị muốn dặn dò quý vị đôi điều, đây là lần cuối cùng quý vị gặp được ngài đấy. Công tử Dhammapala Kumara nghe vậy liền khóc, vội đi đến gặp thân phụ cùng các công tử em chàng. Khi vị cha thấy các con đến, không thể nào giữ được vẻ bình thản, liền ôm các con mắt đầy lệ, hôn đầu các con và ghì lấy trưởng nam vào lòng một hồi lâu. Rồi ngài nhấc con lên, bước ra khỏi cung thất, ngồi xuống tọa sàn đặt trên chiếc bệ cao. Ngài nhắn nhủ với cả ngàn công tử kia. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau: bậc hộ trì chánh pháp, lòng không chút sợ hãi, hôn trán các con khi họ đến gần ngài. Và sau khi chào hỏi xong, ngài bảo họ: ta được đức vua giao cho chàng thiếu sinh này, ta thuộc quyền sở hữu của chàng rồi, nhưng hôm nay ta còn được tự do tìm thú vui riêng cho mình, rồi chàng sẽ đem ta đi đâu tùy ý. Cho nên ta muốn nhắn nhủ các con đôi điều, vì làm sao ta ra đi mà không tìm cách cứu khổ các con được. Ví như Janasandha, vua xứ Câu Lâu trịnh trọng hỏi các con:
các khanh xem cái gì thật cổ kính ngay trong thời thượng cổ, thần phụ các khanh dạy bảo điều gì tiên khởi và tối thượng. Rồi ví như nhà vua bảo, các khanh đồng đẳng với ta, ai trong các khanh lại không hơn một vị vua đã chứ? Các con sẽ kính cẩn đảnh lễ vua và tâu. Xin đại vương đừng nói vậy, không có luật lệ nào như cả. Làm sao một con chó rừng hèn mọn lại đồng đẳng với một vương hổ được? Sau khi nghe thuyết giáo xong, các vị công tử, công nương, thân bằng, quyến thuộc, gia nhân, dân chúng đều không giữ được lòng bình thản, đồng khóc lớn, khiến bậc đại sĩ lại phải an ủi họ thêm nữa.